Rồi, mã 11B nha. Mã 11B là cây cuối clip luôn nha cô chú. Là em giao lưu một cái cây tứ quý nha, tứ quý riêng, đế nôm. Đế nôm đẹp nha cô chú anh chị. Rồi quay vòng một vòng đế cái không. Cái bệ đế quá sức chưa? Quá trời đẹp luôn, cái bệ kìa. Đế nôm đều đẹp các mặt luôn nha cô chú. Tứ quý riêng ha, về nếu mà mình để chơi riêng bonsai. Em vô dây chỉnh cho mình hết rồi nè. Nếu mình để riêng mình chơi tứ quý riêng bonsai ok cũng được luôn. Xin kính chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn em lại tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị một số mã mai mini ha cô chú anh chị, như là mai xoắn siêu bông bình lợi chị Ngọc Toàn ha cô chú anh chị. Thì địa chỉ vườn em là ở ấp Bình Hiệp, xã Bình Thành, thị trấn Lắc, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0985 63033. Đầu tiên em vào cây mã số 1 là một cái cây siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị. Cây này dáng dáng bay bay nha, dáng bay. Cây rất là duyên nha, hàng này là mình lên chậu để bàn chơi bonsai mini rất là duyên nha. Cây em đã vô dây chỉnh phơm cho mình hết rồi nha cô chú anh chị. Về mình chỉ chăm thôi ha. Cây về mình có thể lấy bo hoặc là nuôi dưỡng mùa sau chơi Tết đều được hết ha. Cây củ đế được chản rồi. Đây. Củ đế nha. Củ đế bự đẹp nha, cây ghép 4 mắt bo. Có để đó. Cây này 4 mắt bo ha. Rồi đo thông số cây học. Mã số 1A ha cô chú anh chị. Đây em có clip 1A rồi, clip này là B đi ha. Mã này mã B nha cô chú. Clip B ha. Quanh là 12. Bình thân 12, củ. Củ đạt là 18. Củ đạt 18. Cao là 22. Cao 22. Tán rộng là 36. Tán rộng 36 tính 35 ha. Rồi mã này mã 1B ha cô chú anh chị. Mã 1B cây siêu bông bình lợi ha. Cây này em giao lưu với giá là 650.000 bao ship nha cô chú anh chị. Hàng này em rút chậu ha, đi chậu dễ bể ha. Mã 1B 650.000 bao ship. Dạ rồi, tiếp theo mã 2B ha. Mã 2B em tiếp tục giao lưu một cái cây siêu bông bình lợi ha. Cây này là hàng bonsai mini. Bệ đế thú đẹp nha cô chú anh chị. Trời ơi cái đế nè, bỏ cái củ vô cái hộp. Bệ đế cực kỳ đẹp nha. Cây này đúng form bonsai mini luôn nha cô chú. Coi nè, quá sức đẹp luôn. Đế như đế thú luôn nha. Form bonsai mini. Hàng lên chậu sẵn cho mình, vô dây chỉnh tàn cho mình rồi ha. Cây này duyên lắm nha cô chú. Form bonsai cực đẹp luôn. Cái này nuôi già mồ một xíu nữa là ok luôn nha. Rồi đã thông số cái học. Cây này ghép, em ghép 4 mắt bò ha. Đế quá đẹp luôn. Hoành thân ngày vị trí này là 11. Hoành thân 11 thôi nha. Hàng bonsai mini nha. Cây này để bàn duyên. Đế là 44. Nguyên cái bệ này là 44 nha. Cái củ này bự chảng luôn nha cô chú. Cao là 35. Cao 35. Tán rộng là 30. Tán rộng 30. Cây đẹp quá, xây một vòng học. Cũng đẹp hết nha. Rồi mã 2B em giao lưu với giá là 1 triệu nha. Cây này là chốt đúng 1 triệu bao ship luôn chậu ha. Tại cây này đế sưu tầm á cô chú. Hàng đế sưu tầm. Rồi mã 2B 1 triệu bao ship luôn chậu ha. Rồi tiếp theo là mã 3B nha. Mã 3B là một cái cây siêu bông bình lợi luôn nha. Trời ơi cái củ nè. Lô này củ đẹp nha. Hàng này chơi bonsai mini ok luôn ha cô chú. Cây này em cũng ghép 4 mắt bo ha cô chú. Hàng em mới vặt lá, tại đi rong lá cho nên hơi thưa tàn chứ này mà ra lá là kính tàn luôn nha cô chú. Tại nó tới 4 mắt bo lận. Tại em mới rong lá đặng vô dây chỉnh sửa cho mình á, nên nhìn hơi thưa. Đẹp quá, phơm quá chừng đẹp luôn. Đây, cái củ nè. Siêu bông bình lợi nha cô chú, bao chuẩn giống nha. Rồi đó thông số hậu. Cây này củ quá trời bự. Vành là 12. Đó, ngay chỗ đó là 12. Có
tầm cái củ đặc của nó là 26. Củ đặc 26 luôn, củ vườn chản nha. Cao là 27. Cao 27 nha. Tán rộng là 35. Rộng 35. Rồi, mã 3B này em giao lưu với giá là 700 ngàn bao ship nè cô chú. Cái củ này hết sức dữ lắm. Rồi về lên chậu. Siêu bông bình lại 3B 700 ngàn bao ship nha cô chú. Rồi tiếp theo là mã tiếp theo là mã 4B ha. Mã 4B là em giao lưu một cái cây bạch mai siêu nụ nha cô chú anh chị. Quá sức duyên, cây này đế thú luôn ha. À, môi lên đây là đế thú đây nha cô chú. Gốc này già gốc nha, lô này già gốc nha cô chú. Sần chùi. Hai mắt bo xum xuê luôn ha. Quá sức đẹp luôn nè, đây. Bạch mai siêu nụ ha, cái màu lá hiếm mê nha. Cây duyên quá chừng luôn. Quay một vòng học. Mã 4B bạch mai siêu nụ. Rồi ra thông số học. Cây này đế thú nha. Hoành là 12. Hoành 12. Cao là 22. Tán rộng là 30. 30. Rồi. Đế thú duyên quá. Rồi cây này em giao lưu với giá là 550 bao ship cho cái mã 4B ha. 550 bao ship rút chậu hết nha cô chú anh chị. Rồi mã 5B nha. 5B em tiếp tục giao lưu là một cái cây mã mai xoắn nha cô chú anh chị. 5B là một cái cây mai xoắn già mùa ha, thân lắc lượng. Đế mình ở đây đế thú luôn nha cô chú. Đây nè. Đây. Đế này đế thú quái rất là đẹp nha. Cây đẹp quá, xoay một vòng không. Cây này lá thì quá trời già nha, em chưa có rong lá lại, không phải là bị bệnh gì đâu nha. Mà nó già dữ lắm rồi, em chưa có rong lá. Về cô chú anh chị rong lá lại ha. Về rong lá lại mình nuôi nha cô chú. Già quá trời già luôn rồi. Già lá rồi. Cây này duyên quá, thân lắc. Cái thân thì vừa quái, mà cái cành xoắn quá đẹp luôn nha. Mã này mã 5B nha. 5B mai xoắn. Rồi đó thông số cây học. Đế thú đẹp quá. Hoành 10. Cao là 37. Cao 37 ha. Cây này duyên quá. Tán rộng là 40. Cái này rộng xe ra là 40 ạ. Cây xoắn này xum xuê luôn nha. Rồi cây này em giao lưu lấy giá mềm cho mình ha. Chứ gốc này đẹp dữ lắm. Cây này em giao lưu với giá là 600 ngàn bao ship nha. Cái này em ship luôn cái chậu nha. Mã 5B mai xoắn 600 ngàn bao ship luôn chậu nha cô chú anh chị. 600 bao ship luôn chậu. Rồi tiếp theo là mã 6B nha. 6B là em giao lưu một cái cây mai xoắn gốc quái luôn nha. Quái chung lô với cây hồi nãy luôn nha cô chú. Trời ơi xum xuê luôn. Này già mùa nha cô chú. Trời ơi này về rong lá là chơi được luôn á, nụ nè. Không tết sót em chưa. Em không thấy nên còn sót lại, cây này quá chừng đẹp luôn. Cái gốc mà. Này đế cũng như đế thú luôn nha cô chú. Quá chừng đẹp luôn. Này về mình rong lá lại mình nuôi mùa sau chơi tiếp nha cô chú. Rồi đã không sót cái học. Mai xoắn 6B. Hoành 7. Cao là 30. Cao 30. Tán rộng là 35. 35. Rồi xem một vòng đây không. Rồi 6B ha. 6B này em giao lưu với giá là 550 bao ship nha. Cái hàng này gốc quái nhưng mà thân cao nữa nha. Quái dữ lắm, quái luôn. Chứ không phải như mai giống đâu nha cô chú. Về lên cái chậu đẹp nữa ok luôn nha. 550 bao ship cho cái mã 6B. Quá sức đẹp. Rồi tiếp theo mã 7B, em giao lưu một cái cây mai xoắn luôn nha cô chú anh chị. Cũng cái lô gốc quái ghép phơm thân cao cho mình nha. Gốc cực quái luôn. Đàn xum xuê luôn nha cô chú. Quá.
Dạ gốc nha. Thân lắc lượng. Rồi đó không sốt đi học. Thân 10. Thân 10. Cao là 30. Cao 30. Tán rộng là 35. 35. Rồi, đây sắn già mùa nha. Mã này mã 7B hả? 7B hả? 7B. 7B này em giao lưu với giá là 500.000 bao ship nha cô chú. Sắn 7B 500.000 bao ship. Con này rất quái đẹp ha, đắt lượng. Rồi tiếp theo là mã 8B là một cái cây mai xoắn gốc quái luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Ủa, trời ơi, cái này mình bật lá mình chơi hoa liền luôn được cũng được nha, hoặc là mình về mình tỉa mình bỏ nếu mình nuôi đôn lại thì mình tỉa mình ngắt nụ, ngắt lá mình bỏ mình nuôi dưỡng lại ha. Ngắt nụ bỏ luôn, nếu mình nuôi thì mình tỉa hết bỏ nha cô chú. Rồi, thân đẹp quá. Củ đế gốc quái nha. Cây này thì thân nhỏ hơn mấy cây hồi nãy nha cô chú. Này thân tầm tay cái em thôi ha. Này cao chắc tầm 30 thôi nha cô chú. Cái cây này thì nhỏ hơn. Rồi này mã 9 hả hậu? 9 hay 8? 8. 8B nha. Mã 8B mai xoắn. Mã 8B mai xoắn này em giao lưu với giá 300.000 bao ship luôn chậu ha. 8B 300 bao ship luôn chậu ha. Rồi tiếp theo mã 9B nha. Mã 9B là em giao luôn một cái cây mai nhị ngọc toàn ha. Dáng trực nha cô chú. Rồi xem một vòng học. Dáng trực bề đế cũng duyên ha. Đế nằm dài. Đế nằm dài luôn ha, cũng duyên lắm ha cô chú. Đây. Cây niệm ghép 1 2 3 4 5 6 7 7 mắt bo luôn ha. Bo quá trời luôn, 7 8 mắt bo gì đó. Kính tàn luôn ha, cái này mà nuôi ra một cây nữa là kính tàn luôn nha. Là không sốt nha. Vành là 19. Vành 19. Cao 35. Rồi, vành 19 cao 35. Rồi được rồi. Mã 9B nhị ngọc toàn. Mai nhị ngọc toàn này em giao lưu với giá là 1 triệu thôi nha. 1 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã 10B nha. Mã 10B là em giao lưu một cái cây. Mã 10B là em giao lưu một cái cây mai dảo cánh tròn nha cô chú anh chị. Phơn thác đổ cho mình nha. Sáng gì mấy ngày nay gió quá nó cánh nó rung 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 rung. Cái cánh nó cánh tròn nha. Rất là đẹp. Dạo cánh tròn cảm ơn nha cô chú. Cây này phơm. Phơm thác đổ luôn ha. Rồi xây một vòng học. Em vô dây chỉnh phơm cho mình hết rồi ha. Cây lắc rất là duyên. Phơm thác đổ mà lắc rất là duyên nha. Rồi đã thông số học. Đế đẹp ha. Đế nôm. Vành là 18. Vành thân là 18 nha. Bệ đế nôm nha cô chú. Đế nôm đẹp ha. Có đế cho mình ha. Lắc duyên quá. Đổ là 80. Đổ dài xuống 80 nha. Phơm duyên quá. Đây. Tay cầm. Vô dây duyên lắm nha cô chú. Rồi mã 10B này em giao lưu với giá là 3.500.000. Em bao ship luôn cái chậu mỹ nghệ này nha. Bao ship luôn chậu men nha cô chú. 3.500.000 bao ship. Cây nhỏ mà duyên lắm nha. Phơm đổ mà duyên lắm nha. Vô dây đánh cành cho mình hết rồi ha. 10B 3.500.000 bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, mã 11B nha. Mã 11B là cây cuối clip luôn nha cô chú. Là em giao lưu một cái cây tứ quý nha. Tứ quý riêng, đế nôm. Đế nôm đẹp nha cô chú anh chị. Rồi quay vòng một vòng đế cái học. Cái bệ đế quá sức chưa. Quá
quá trời đẹp luôn, cái bệ ra đế nôm đều đẹp các mặt luôn nha cô chú. Cái quý riêng ha, về nếu mà mình để chơi riêng bonsai, em vô dây chỉnh cho mình hết rồi nè. Nếu mình để riêng mình chơi tới quý riêng bonsai ok cũng được luôn, hoặc là nếu mình thích cắt ghép giống nào vô thì mình cắt ghép ha. Cành em để cành sẵn cho mình rồi đó, mình muốn ghép thì mình ghép tiếp vô cũng ok luôn ha. Cây rất là khỏe, nằm thuần chậu luôn rồi ha. Rồi đo thông số cái hộp, hoành là 29, hoành 28, tính mình 28 thôi. Rồi bệ đế, bệ đế là 104, bệ 104 ha, kính chậu luôn. Rồi cao, cao là 70, cao 70, tán rộng là 55, rộng 55. Cây tứ quý riêng này đẹp quá, sưu tầm về một cây tứ quý riêng bệ đế này ok luôn nha. Rồi mã 11B này em giao lưu với giá 7 triệu bao ship nha cô chú anh chị. 7 triệu bao ship em rút chậu ha. Cây này bầu cứng ngắt rồi, cái chậu cứng ngắt rồi em rút chậu nha. Mã 11B tứ quý riêng 7 triệu bao ship nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip của em ngày hôm nay ha. Nếu như mà mình ưng cái mã nào thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0985263033 ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip của em ngày hôm nay. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Xin chào tạm biệt ạ.